Năm 2016, Hà Nội TVT bước lên ngôi vương lần thứ 3 sau màn rượt đuổi đầy kịch tính với Hải Phòng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ lẫn sức ảnh hưởng cực lớn của Bầu Hiền trên sân của nội, thì đó là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng. Mùa này, sức mạnh của đội bóng thủ đô chẳng hề giảm sút khi có sự bổ sung đáng chú ý với bản hợp đồng với Moses là một trong những tiền vệ trung tâm tài năng nhất Việt Nam hiện tại. Bên cạnh đó là dàn sao đang ở đỉnh cao phong độ như Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Hùng Dũng. Khả năng lật đổ Hà Nội FC được đặt vào Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa. Nếu nhìn vào lực lượng chuyên môn lẫn các lần đối đầu cụ thể, chỉ có điều cả hai đối thủ này lại thiếu sự ổn định để chạy đường dài như V-League, đặc biệt là thiếu một ông bầu có tầm ảnh hưởng như Bầu Hiền. Cú vào bóng gây rợn của trung vệ Quế Ngọc Hải với anh Khoa, hay cú đặt thẳng bóng đồng tiền đạo đối phương của thủ môn Bùi Ngọc, pha xô ngã trọng tài của Văn Quyết chính là những hình ảnh minh chứng rõ nhất cho tình trạng bạo lực bùng phát trên sân cỏ nội mùa giải 2016. Và hệ lụy từ mùa bóng thừa bạo lực thiếu chuyên môn ấy không dừng lại tại V-League mà tác động thẳng đến đội tuyển quốc gia. Dù cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam lẫn VPF đều tuyên bố sẽ mạnh tay để loại trừ bạo lực khỏi V-League 2017, nhưng rõ ràng khi áp lực phải thắng bằng mọi giá, phải thắng để tồn tại, vẫn còn đè nặng lên cả suy nghĩ lẫn lối chơi của các cầu thủ thì xem ra khó mà ngăn nổi bạo lực. Năng lực và đặc biệt là cái tâm của đội ngũ cầm còi, cầm cờ vẫn luôn là dấu hỏi lớn mỗi khi mùa giải mới khởi tranh. V-League 2017 cũng chẳng là ngoại lệ, dù theo thông báo của hội đồng trọng tài sẽ có 23 trọng tài và 30 trợ lý trọng tài được phân công làm nhiệm vụ đều đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn lẫn tư tưởng. Đã đành, sai sót của đội ngũ trọng tài luôn là một phần của bóng đá, nhưng những sai sót kéo dài qua nhiều mùa giải lặp đi lặp lại mang tính hệ thống khiến các ông vua sân cỏ trở thành nỗi lo lớn không chỉ với các đội bóng mà còn với cả sự thành công chung của mùa giải. Năm 2015, Hoàng Anh Gia Lai đã tạo nên cơn sốt thực sự cho một V-League đang trở nên nhàm chán bằng cuộc thay máu với thế hệ tài năng của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Dù không đạt được thứ hạng cao như kỳ vọng, nhưng lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và công hiến của dàn sao trẻ này đã giúp đại diện phố núi được đặt cái danh là đội bóng quốc dân. V-League 2017, Công Phượng và Tuấn Anh trở lại sau một năm du học tại Nhật Bản. Chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ lại trở thành tâm điểm, nhưng có lại là đội bóng quốc dân hay không thì vẫn còn phải chờ. Sau nhiều năm, tới V-League 2017, lần đầu có đến hai huấn luyện viên nước ngoài. Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng của FLC Thanh Hóa với Luko Petrovic, huấn luyện viên người Serbia, người từng dẫn dắt sao đỏ Belgrade và giúp câu lạc bộ này đăng quang tại Cúp châu Âu, tiền thân của UEFA Champions League hiện tại. Bản hợp đồng thứ hai của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với huấn luyện viên người Pháp, ông Alain Piat ở mùa giải 2017. Tài năng của thầy ngoại là không phủ nhận, nhưng liệu hai ông thầy ngoại này có thành công hay không khi không hiểu hết được những ngóc ngách phức tạp của làng bóng đá nội?